Chiều ngày 16 tháng 5, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe khiến 8 xe ô tô bị thiêu rụi. Trước đó khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Suối Lộ, tổ 4 ấp 2, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cháy tại bãi đậu xe ô tô nên hô hoáng. Người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Củ Chi điều động 5 xe cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Công an cho biết vụ cháy không có thương vong về người, ước tính thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng.